Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đào Gia Lâm Trần Kỳ Zit và cũng như anh em server Đại Trung Nguyên của Khả đây, chân chủ tình nghĩa giang hồ chúng con. Tối nay thì là một ngày khá quan trọng, anh em ở tập trung khu vực này nhận phần thưởng liên đấu với lại top phiếu viên ngon. Đợt này Khả top 3 nha anh em. Ok, Khả nhận phần thưởng top 3. Top 3 liên đấu đợt năm đọc vừa rồi. Nói chung thì không biết bao nhiêu nhưng mà để có xem thử phần thưởng như thế nào. Một rương hồng kim và tạo huynh viễn với hai can ngọc lục bảo. Ba một rương này là một món hồng kim môn phái bệnh viện thế nào. Có vòng hồng mà hôm trước nhận vòng không có. Hai đường này là Vinh Viễn. Ok, như là vậy thôi. Ok nè, có một rương thì chắc Khải đã mở luôn rương này cho anh em xem. Vĩnh viễn một món. Chọn trang bị khác vĩnh viễn năm đâm. Rồi, đại lân ngự lâm xong luôn. Thiên vương. Ngon lành luôn. Thôi ok. Video này ok rồi này bây. Nói chung là mở được đại lưng Thiên vương. Quá ngon. Kinh luôn chẳng.